Cái này ghế đâu vậy? Rửa tay cho Thảo Quyên ư? Quyên ơi, ta mà kêu Quyên là ra liền nha. Đi ngủ đi. Ưng nhỉ mà. Mặc đồ xấu. À, để mặc đồ xấu, nó thích mặc đồ xấu. Nó đi ra ra tưởng nó lấy đồ. Đồ đẹp mua về nhà không mặc, cứ mặc mấy đồ đó. Rửa xem mà ướt cái bộ đồ nó vậy.
luôn, mặc đồ gì xấu dữ. Bình thường. Đi dài đừng ở đường tay mẹ. Tớ một phút tắt luôn chứ. Từ tay. Này nó nhỏ. Không chắc nữa. Vô ngủ đi con.